4. Trước vậy, trở lại với sức mạnh của hệ thống. Tập 4. Số 13. Ở chỗ cũng không xa đến kịp đấy. Xem ra, là nghi thức của Tần Đức Hoàng thành rồi à. Đáng tiếc là cái thứ bỏ đi. Rõ ràng là dùng máu tươi của người thân cận nhất mà cũng mất gần 2 tuần. Có điều, cái tình hoàng sườn luôn bị ông sát thủ để mắt tới này. Rất là thú vị. Vừa hay lấy đụng phải. Để ta thử xem tình lực của mày thế nào. Trong game kinh dị, thế lỗi này thường nằm im và chết. Ây da, sao có thể? Có thể phát hiện ra ta đang điều khiển cái xác kia. Lấy nào lúc nó đã phát hiện ra là ta đang giám sát nó. Mò nó chỉ sơ ý rồi, đánh giá thấp mày rồi. Có điều ta vẫn còn chiêu khác, chỉ cần viết tình tiết hợp lý ở trong sách, thì điều đó sẽ thành hiện thực. Dị năng lý luận trên giấy. Bên trong nhà trọ có gương, sau khi nhìn chăm chú vào gương thì năm giác quan di chuyển đến tầng 6, 3 giây sẽ mất hết. Nói tạm biệt ngày mai đi, Quang Sơn. Gương đây, lại là cái trò quỷ gì đây? Người phụ nữ này. Ai ở phía sau? Không có người à, là do tấm gương này có vấn đề. Vậy thì phá gương đi. Xíu chút nữa thì mất bay rồi. Tại sao hắn ta lại biết cái gương có vấn đề? Rõ ràng là trong gương không có gì xuất hiện mà. Quỳ cái bộ dạng giống như là nhìn thấy quỷ của hắn vừa nãy là chuyện gì xảy ra. Tao không phục. Khi giơ súng lên thì nhất định nhắm chuẩn súng vào chính mình. Khi hắn muốn sinh ra mãnh liệt thì lập tức quên đi ký ức trong 3 giây trước. Cho đến khi mày tiến vào trong căn phòng thì tao sẽ để cho Tần Đức Hoàng tấn công mày. Bây giờ tao không tin mày còn có thể trốn thoát. Con không biết là người kia đã chết hay chưa. Này có ai không? Đừng có quậy, tôi không muốn chết. Cố mạng với. Đi rồi mau ra đi, tôi không phải là quái vật. Anh là người nghe điện thoại lúc trước. Đúng vậy, chính là tôi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quái vật ở đâu? Ở kia. Phía trên. Bốt một người Toàn và Phúc lý vào 16. Toàn và Phúc, tên căn bá nhà mày thật sự là đã hại chết vợ và con gái của mình rồi. Quỷ quái, quái vật. Không thể tha thứ cho mày. Mặc dù lười hái có thể đối phó được với kẻ thù có độ phòng thủ cao, nhưng mà nó lại không phù hợp với cái lụy tốc độ tái sinh. À đúng rồi, mình còn có thể dùng thử tử thần chỉ cố. Kích hoạt giả thuyết trình giấy. Mình đang cố gắng làm cái gì? Không ổn. Tại sao mình lại đột nhiên quên mất mình đang làm cái gì? Ây da, cứ ra khỏi đây trước. Ây da, chậm một chút. Bám chắc vào. Tôi nhảy đi. Kích hoạt giả thuyết trình giấy. Ây da, cút ra cho tao. Tại sao mình phải chặn nó? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Mày chỉ không thoát đâu. Hòa thành một thể với tao đi. Phòng an toàn. Trú ẩn ở trong căn phòng này trước đã. Nếu như lại quan đi như vậy tiếp thì tôi sẽ chết ở trong tay của anh ấy trước đấy. Anh trai này, anh không vào sao? Kích hoạt giả thuyết trình giấy. Tôi phải giết chết con quái vật ấy. Anh tự trốn ra đi. Cho dù là tôi có làm cái gì đi nữa thì cuối cùng cũng phải trực tiếp đối mặt với con quái vật này. Tốt hơn hết là đừng có trốn.
Tôi là đang lo lắng vũ khí được rèn ở trong lò này sẽ không sử dụng được. Yêu dao, hoang tuyền. Khi tấn công kẻ địch thì có thể hấp thụ sinh lực, tăng sức tấn công vĩnh viễn. Sinh lực của mày rất cao, nhưng mà nháy mắt sẽ là của tàu thùi. Con quái vật này là muốn phá hủy toàn bộ ngôi nhà. Dùng thao túng trọng lực để ngăn chặn những đòn tấn công. Kết quả và thuyết trình giấy. Tôi đang đợi cái gì? Không phải là để cơ hội tốt để giết hắn hay sao? À, bà xã con gái, xin lỗi. Anh sai rồi. Anh không nên bị bọn họ mơ hoặc. Nếu biết sớm có ngày hôm nay thì còn làm như vậy. Đến thế giới bên kia để chuộc tội với vợ con của mày và những người vô tội đi. Một bị tiêu diệt, mô phỏng kết thúc, số lần đấu thưởng còn một. Thì ra là căn phòng an toàn này là nhà của mày à? Thật sự là rất chằm biếm. Không, tại sao? Tại sao không phải là mình làm sao mà hắn bị hạn chế rồi sao? Tại sao hắn còn có thể sống sót chứ? Chẳng lẽ năng lực của thần chủ bàn trò đã thất bại? Không thể nào, tuyệt đối là không thể nào. Nhất định là do cái thằng nhóc này có vấn đề. Quy nhất thần giáo, chúng ta sẽ không tha cho mày. Cứ chờ đi. Thần nhóc Hoàng Sơn đến thật. Nửa giờ trước đã phá hủy căn cứ điểm hợp tác của quy nhất thần giáo và ông sát thủ. Nói như vậy tức là hắn ta đã ra ngoài được vài tiếng. Không ổn nhỉ. Ông sát thủ muốn nhân lúc hắn ta rời khỏi nhà để đối phó vì hắn. Đối phó vì hắn à? Ai lại vội vàng đi đầu thai thế? Không phải ra tay với hắn, mà là ra tay với người ở bên cạnh hắn. Hướng dẫn, à, con mèo ú này không nói dối. Ông này đã gia nhập với các người, mà các người vẫn không tin tưởng ư? Nếu như mà tôi biết chuyện này sớm hơn một chút, thì tôi đã lập tức khác nhắc nhở các anh đi báo về người bên cạnh của hắn rồi. Đáng tiếc. Cái gì, các người vẫn còn cười được ư? Anh cười cái gì? Anh không sợ Hoàng Sơn trở về tìm các anh đổi lại lời giải thích thì sao? À, xin lỗi nha. Lâu lắm không có nghe ai nói đùa. Dám tìm người bên cạnh của Hoàng Sơn gây khó dở. Tôi chỉ có thể chúc phúc cho hắn may mắn mà thôi. Nhiệm vụ bảo vệ chán bỏ sợ. Tôi ngu nghĩ không chịu được rồi. Đừng có nói linh tinh. Công việc này việc ít nhưng mà tiền nhiều không tốt ư? Nếu như thích thực sự sự bất ngờ thì tao sẽ cho chúng mày. Kế nào? Dị năng, thao túng âm thanh thôi miên. Năng lực của ta không hợp với chiến đấu trực diện, nhưng mà dùng nó bắt cóc thì quá hoàn hảo. Ở nhà một mình nguy hiểm lắm đấy, cô bé à. Không có người. Nếu như mà đang tắm thì mình còn được dịp bồ mắt. Mình ghét nhất là mấy cái thứ bông hoa có này. Bình hoa này tôi đã chăm sóc rất lâu. Hả? Mày xuất hiện từ lúc nào vậy? Tại sao tao lại không nghe thấy chút tiếng động nào vậy? Đây là hoa tiêu sơn tặng. Anh không nên bóp nát nó. Giả thần giả quỷ, ngất cho tao. Ủa, sao mày lại không sao? Rốt cuộc mày là ai? Cũng mày mà có chuẩn bị. Lần này là kiếm được không ít đồ tốt, kiếm trách lại một chút. Xem kỹ lại thì mình đã nhận được cái gì thế? Bí mật sau cánh cửa, tác dụng, sử dụng sau cánh cửa, lập tức tiến vào trạng thái ẩn thận kéo dài 180 giây. Mảnh vỡ gương tác dụng, khi bờ mặt của mảnh vỡ gương này đối diện với một tấm gương khác, thì một không gian vòng lập vô hạn được hình thành ở giữa. Thì rất là thế ư? Cũng không tệ, nhưng lúc đang may mắn thì rút thưởng xìm sao? Ra đồ tốt, một chút đi. Nữ thần may mắn, vén váy ra đi. Nét vẽ trẻ thuần còn thơ ngây, tác dụng có thể mở ra được một thế giới bên trong tranh. Mọi thứ ở trong không gian này đều trở thành phong cách nét vẽ của trẻ em, tồn tại trong 10 giây, làm lạnh trong 1 giờ. Biến đổi nét vẽ nghĩa là có thể làm một số đòn tấn công trở nên vô hại, thuộc về cái loại đao cổ phòng ngự.
Tiểu Sơn, cuối cùng cậu cũng đã trở về rồi. Cuộc phỏng vấn diễn ra xuân sẻ chưa? À cũng được, bây giờ tâm trạng đối phương rất là ổn định. Tới giờ cậu xảy ra chuyện nên sau này đừng có ra ngoài muộn như thế nữa. À đúng rồi, cho cậu cái này nè. Đây là hoa lúc trước cậu tặng, tới chăm sóc có đẹp không? Nhưng mà tôi thấy cậu còn đẹp hơn cả thưởng thức hoa rực kho đấy. Dẻo mồm sao lại nói toàn mấy cái lời xin xúa. Ngu ngon. Cậu cũng vậy, ngu ngon. Sáng sớm, không tệ, tương đối tốt. Có những thông tin này thì chúng tôi có thể đưa ra tin tức tốt lớn hơn. Đừng nói là phó chủ tịch Quang Sơn, anh có muốn đảm nhiệm cái vị trí này không? Cái gì à mà cái gì à? Cậu chỉ còn nói là có làm được hay không thôi. À tôi được rồi, quản lý công ty phiền phức lắm, vẫn là cố làm đi thôi. Tôi biết cậu là sẽ nói thế mà. Tóm lại thì phó tòa soạn đã định là cậu rồi, không còn trốn tránh nữa. Tôi còn chuyện con phải làm nữa. Gần đây có thời gian không? Trên thế gian này không có lý do từ chối việc kiếm tiền. Con đã xem. Cậu từng nghe nói tới bệnh viện Thánh Tâm chưa? Là bệnh viện tâm thần nổi tiếng của thành phố. Nghe nói trước đây còn có tin đồn mà ám nữa. Nên như tôi nói đó không phải là tin đồn thì sao? Ý cô là trong bệnh viện có thực sự là có thứ không sạch sẽ. Nói đúng ra là có những chuyện quỷ dị xảy ra. Những chuyện này thường đều tưởng tư nghiệm nói với tôi. Tên baby vào bệnh viện tâm thần rồi sao? Cười chết mất tôi. Đây là quả báo thích đáng mà. Đừng có nháo. Từ lần trước xung đột với cậu thì cô ấy luôn gặp ác mộng. Không còn cách nào khác nên đã đành vào bệnh viện điều trị. Và cô ấy đã nhìn thấy chuyện kỳ quái. Vào ban đêm thì bệnh viện sẽ luôn có bệnh nhân mất tích một cách khó hiểu. Cô ấy lo là chính mình cũng có thể có chuyện. Bởi vì bệnh nhân đặc biệt có liên hệ với cơ quan chức năng nên cô ấy đã nhờ tôi cử người đến điều tra chân tướng. Vô duyên vô cớ biến mất, rất giống với thủ đoạn của tên kia. Tôi sắp xếp thời gian để xem sao. Con bảo tưởng bà bị được cái gì loạn lên. Bệnh viện hồi phục tâm thần Thánh Tâm. Lễ số khám bệnh có lẽ là cách đồng nhật không tồi nhỉ? Lão Hà gọi tới. Quang Sơn, bây giờ chú có tiện đến bệnh viện Thánh Tâm một chuyến không? Chính là bệnh viện tâm thần ấy. À Lão Hà, tôi đã ở đó rồi. Đã ở đó rồi, không phải chứ. Chứ có vấn đề gì về bệnh tinh thần rồi đấy chứ? Ai nói gì thế? Tôi đến xem xét tình hình bên này thôi mà. À vậy thì vừa hay. Anh nghe nói có tin đồn nói là có bệnh nhân mất tích ở trong bệnh viện, chú đi xem. Bác sĩ Lư Thù Thù của bệnh viện lại có liên hệ với chúng ta. Chú có thể dùng mật mã liên lạc về nói. Từ khi Quang Sơn gia nhập tổ chức bảo mật đặc biệt thì đã gặp phải nhiều chuyện phiền phức. Thằng nhóc này lại không thể nào lại cầm tin sao chùa đi chưa? À thưa anh có cần giúp gì không ạ? Tôi đã hẹn với bác sĩ Lư. Cô có biết là cô ấy ở tầng nào không? Bác sĩ Lư, ở tù thủ không phải là mời đi theo tôi. Bác sĩ Lư, bệnh nhân hẹn trước đã tới rồi. Anh Quang, chào anh, mời anh ngồi. Anh có thấy mình khó chịu chỗ nào không? Lư Thù Thù, tôi gần đây tôi thấy mọi thứ hơi kỳ lạ. À, cụ thể kỳ lạ ở đâu anh nói càng kể xem. Một thời gian trước tôi đến nhà hàng ăn cơm, đột nhiên phát hiện ra mọi người xung quanh đều biến thành tán thịt. Hơn nữa thì nói như tôi muốn thì thậm chí tôi có thể chế tạo ra được một khẩu súng lục từ không khí. Anh Quang, theo như các triệu chứng mà anh mô tả thì có thể chứng thực là suy giảm nhận thức và tâm thần phi liệt. Nhưng mà tình huống ơi lợi hại đặc biệt, xem ra anh vẫn còn lý trí. Do đó tôi đề nghị nhập viện theo dõi. Hả, tình huống gì vậy? Sao một lời không hợp đã bắt mình nhập viện rồi? À bác sĩ à, bác nãy thực ra tôi đùa thôi chứ không gặp ảo giác gì đâu. Mỗi bệnh nhân đều có thể nói như vậy, yên tâm đi. Sau khi điều trị thì sẽ tiến giảm. À, sự việc còn chưa điều tra rõ ràng, đã tự tống mình vào bệnh viện rồi. Tôi bỏ đi, trực tiếp đối đầu với bác sĩ Lư như thế này vậy.
À đúng rồi, Basili có thích uống trà oolong không? Thích. Ừ? Làm sao anh biết? Nghe một người bà nói trên anh ấy đã giới thiệu cho tôi tới đây. Lê thế sao? Vậy anh có định nhập viện không? Đương nhiên rồi, tôi muốn làm rõ những chuyện đã xảy ra sớm một chút. Được, tôi lập tức sẽ viết chân đón cho anh. Không ngờ, thế mà lại thực sự có người tình nguyện tới điều tra chân tướng. Mình đã sắp bỏ cuộc rồi. Có điều lại đi cử một người thực sự bị bệnh tâm thần tới. Liệu có đáng tin hay không đây? Ồ, không hổ là bệnh viện lớn nổi tiếng gần xa. Bài trí thực sự là cao cấp. Ừ? Không phải là tổng biên tập tưởng đây sao? Thế là trùng hợp. Quang Sơn, sao cậu lại ở đây? Tôi đến khám bệnh đó. Không phải mắt của tổng biên tập thượng cũng có vấn đề đây chưa? À cũng đúng, cô ở nơi này hơn một tháng rồi, thiết nghĩ đã sinh bệnh nặng luôn rồi. Cậu tưởng tôi tình nguyện ở đây hay sao? Là bọn họ căn bản không tin tôi. Nghe trưởng tòa soạn nói là cô thấy ma rồi. Trưởng tòa soạn báo cậu tới sao? Nghe tôi nói vào ban đêm ở đây thực sự có chuyện lạ. Chính là vì tôi đã nhìn thấy thứ nên các bác sĩ ở đây không cho tôi xuất viện. Quan Sơn, trước đây là tôi không đúng, cậu phải giúp tôi xuất viện, bộ không muốn hại tôi. Cứ yên tâm ở đây đi, tôi điều tra rõ ràng trước rồi nói. Anh Quan, sao anh lại ở đây? Mau quay về phòng bệnh đi. À, đây là sếp của tôi, theo lý mà nói thì nên được xuất viện từ sớm rồi. À, sao lại vẫn còn ở đây? Hôm mà lấy ra được xuất viện thì cô ấy cứ càng càng nói là vì tôi thi mà. Tình hình này chúng tôi dám đến xuất viện hay sao? Tính cách cô tưởng bà bị ác độc nhưng thực sự là người thông minh. Cô ta có thể nói những điều này trước mặt mọi người thì hoặc là bị dọa cho tới ngốc hoặc là bị ảnh hưởng tới tinh thần rồi. À đúng đúng, chính là tự vậy, từ từ thôi. À bên nhà kia, tên là anh Từ Anh, trước đây là tên tội phạm giết người có vấn đề. Sau khi điều trị thì anh ta dần dần ổn định lại, không lâu nữa thì có thể quay về chấp hành án. Điều trị ổn định rồi. Ý da, người có vấn đề rằng ê không phải là Từ Anh mà là bác sĩ đấy. Hai ngày sau buổi tối, qua hai ngày quan sát thì một buổi tối đến giờ này là bác sĩ kia đều điều trị cho Từ Anh. Vừa khéo sang nhìn xem là như thế nào. Nghĩ cũng chịu đau đấy chưa. Nhưng mà không ngăn cản được mình. Ừ. Chào buổi tối bệnh nhân của tôi. Nói cho anh biết một tin tốt. Người nhà anh đã chuẩn bị ký giấy chứng tử cho anh rồi. Thực ra người nhà của anh đã chán ghét anh từ lâu rồi. Tôi chỉ bỏ ra một chút tiền để khiến cho họ thú hiệp mà thôi. Quả nhiên là có giao dịch bẩn thỉu. Trước đây khi anh giả bệnh thì tại sao không nghĩ còn mai muốn tới bệnh viện này? Ừ. Tên Từ Anh này quả nhiên là không bị tâm thần. Đừng có sợ, thứ này bao nhiêu người muốn cũng không có cơ hội đâu. Đây là ông cuối cùng rồi, hy vọng anh không biến thành những thứ dưới tầm hồn. Nếu không, tôi là phải sổ ký ức của tất cả mọi người trong bệnh viện lần nữa đấy. Sẽ có bạn mới tới đồng hành với các anh sớm thôi. Hai người cứ tưởng Tư Nghiêm và Quang Sơn thế nào? Tự anh luôn nhìn mình thì phải ẩn thân thôi. Phía sau tấm rèm này cũng coi như là một lời cửa sổ. Sâu có phải không? Bí mật cánh cửa. Anh cứ luôn nhìn ra cánh cửa, không lẽ là có người đi chưa? Ừ? Thế mà là dòng quý dọ tôi. Không phải anh cho rằng thủ đoạn này có tác dụng đi chứ? Ây da, yên tâm đi. Năng lực tự phục hồi của anh đã được tăng cường. Chúng ta có thời gian để chơi đùa. Cái gọi là chữa bệnh thì rất là như vậy ư? 3 canh giờ sau. Không tệ. Anh đã hoàn toàn thích ứng với việc nối liền chì gãy. Ngày mai chúng ta sẽ thử nội tạng xem sao.
Chẳng trách. Y tá lại nói trên người của anh ta lại có vết bầm tím. Bị tra tấn như thế này, còn có thể giữ được mạng sống thì cũng coi như là không tệ rồi. Đừng có nói lớn tiếng, bác sĩ kia chưa đi đâu. Cậu là thần chết, tốt quá rồi. Cuối cùng tôi cũng đã được giải thoát rồi. Không phải, tôi chỉ là phóng viên, đến điều tra chân tướng mà thôi. Phóng viên, cậu nhất định phải báo chuyện này ra. Hàng Văn là một tên điên, là một tội phạm giết người. Bình tĩnh, hãy nói cho tôi biết tình hình cụ thể của hắn ta ở tầng hầm. Rất đáng sợ, hắn đã làm thí nghiệm ở trên thân thể của những kẻ bị ruồng bỏ chúng tôi. Thì như tôi biết thì đã có 7 người bị hắn ta giết rồi. Tôi có lẽ sẽ là người thứ 8. Mà ở tầng hầm thì hắn ta giam giữ những bệnh nhân thí nghiệm thất bại ở tầng số 4. Mỗi người đã biến đổi đến mức không còn hình dạng con người, bị hắn ta nuôi như là súc vật. Chuyện lớn như thế này không thể nào mà không bị ai phát hiện ra. Ê rằng tất cả mọi người đều bị hắn ta xóa ký ức rồi. Cậu xin cậu, nhất định phải cứu tôi ra. Tôi thà chết trên pháp trường còn hơn là bị biến thành quái vật. Yên tâm đi, anh là có tội thì phải đền tội. Nhưng mà tên Hạng Văn này cũng phải chết. Đã mấy ngày rồi, cậu điều tra được gì chưa? Có tin tiện lớn rồi. Cô có danh sách và ảnh của nhân viên trực ở tầng 1 không? Có thì có, cậu muốn làm gì? Trong số những người này có thể là có đồng bọn của Hàng Vàng. Tôi mang đến cho tự anh xác nhận một chút. Danh sách đã đưa cho tự anh xác nhận rồi. Không ngờ Hàng Vàng lại có nhiều đồng bọn tới như vậy. Nơi y tá tốt bụng kia cũng là một trong số đó. Bệnh viện này còn bao nhiêu người không có tội đây? Đừng có qua đây. Cái người làm thế này là phạm pháp. Tên này là bác sĩ ra tay với tưởng tượng nghi mưu. Yên tâm, tiêm mũi này vào rồi thì ngoại trừ phối hợp làm thí nghiệm thì cô sẽ không biết cái gì nữa đâu. Dừng lại, có người khác. Trước tiên anh đừng có đồng thủ. Tôi ra xem con chuột nhắt này. Thời đã nào rồi mà còn có người dựa vào mình trộn mắt thịt nghe trộm. Tường được làm bằng vật liệu cách âm, hắn ta căn bản là không nghe thấy cái gì đâu. Đồ đồ, thứ này chỉ có thể ngăn cản được người bình thường nghe trộm thôi. Muộn ba tờ, vừa hay dụ cho chúng trở tay không kịp. Mày tưởng là có thể chạy được hay sao? Theo tôi, người vừa trộm là một bệnh nhân. Bệnh nhân, vậy thì tốt. Nếu như là nhân viên của bệnh viện thì còn hơi khó ra tay. Đỡ tránh đánh rắn rồng cỏ thì phải giải quyết cái tên đó trước đã. Đi, bí mật sau cánh cửa. Ẩn thần ở đây đánh lén một súng. Bệnh nhân Quân Sơn, tôi bác sĩ kiểm tra cho cậu hôm nay. Người đâu? Không phải là quý vị phòng bệnh rồi sao? Rốt cuộc là có chuyện gì? Có phải là anh hoa mắt hay không thế? Cẩn thận. Thân thủ không tồi đây nha. Hai vị chủ mưu sâu màng. Sao bệnh nhân lại có vũ khí? Tôi biết rồi. Là cậu cố ý xâm nhập vào đây. Tôi quang minh chính đại vào đây. Hôm nhập viện thì chẳng phải anh cũng đã ký tờ này sao? Đừng có nói nhầm vì nó, tôi sẽ đánh gãy chân của nó trước. Đã phát hiện nhiễu loạn thông tin vĩ độ cao, có bậc trình nhân lập không? Mèo nào cắn miêu nào, thì con khó nổi lắm. Đã biết bí mật của chúng ta thì không thể sống mà rơi khỏi đây đâu. Vừa khéo, không giết chết các người thì tôi cũng khó mà rơi khỏi đây. Còn dao nát của mày không giết được tao đâu. Suy, với sự công kích của gã này lại có thể khiến cho mình rung động sao? Không thể vật lộn với gã này ở đây nữa.
Hắn là mày đã cảm nhận được mùi vị của sự thối rữa rồi đúng không? Ngoan ngoãn đầu hàng đi, tao có thể để cho mày làm con chó của tao. Mới được có nửa cuộc thì đã muốn mật sầm bệnh sao? Trận chiến thực sự vẫn chưa bắt đầu đâu. Nét vẻ ngây thơ của trẻ con. Thì ra mình đã đến không gian trêu tượng nào đó rồi. Đang chết, mày đã làm cái gì? Tại sao chúng ta lại biến thành cái hình dạng quái quỷ gì này? Màu nè, lẹ lẹ qua đi chịu chết đi. Chiến đấu còn tàn hòa. Ngay đúng là cái sao quá. Cho dĩ năng bị bợ mà. Xem tao nghiêng nát mày đi. Nhàm chán, mày chỉ có như thế thôi sao? Vậy mà là vũ khí tầm xạ không hiệu quả. Vậy thì mình xông lên các bó túi chì của hắn. Đây chính là cơ hội tao đang chờ đấy. Tăng tốc theo thao túng trọng lực. Trong phong cách vệ tranh này của các đoạn tấn công đều bị suy yếu không thể sử dụng tiếp. Trông có vẻ họa do người, nhưng mà kết quả lại không gây tổn thương chút nào. Dĩ năng của mày tạo ra thế giới thật kinh khủng, nhưng chỉ có thế thôi. Thế à? Vậy thì ở đây lâu hơn một chút đi. Tăng tốc thao túng trọng lực. Thiếu một miếng rồi. Chờ tiệc, mày đứng lại cho tao. Mặc bậy rồi, hắn ta là một vị năng giả sông hợ hiếm thấy. Chẳng đáng lẽ là có thể cầm chừng được chúng một thời gian vì nghi cách hạn chế năng lực của bố. Quan sợ, cậu cầm dao là cái gì thế? Cúi xuống. Ôi giết người rồi. Im miệng. Y tá này muốn giết chết cô, không muốn chết thì đi theo tôi. Cậu đã phối hợp chuyện của bác sĩ có đúng không? Xong đời rồi, chúng ta phải chết ở đây mất. Hoảng loạn cái gì? Tôi tìm cơ hội đưa cô ra ngoài báo cảnh sát. Hôm nay nhất định phải diệt sạch cái lũ khốn này. Chết tiệt, đợi hắn chỉ thoát rồi. Năng lực của hắn ta quá khủng khiếp, những cánh tay kỳ quái đó lại có thể đỡ đạn được. Mình không muốn trải nghiệm cảnh vừa rồi một lần nữa. Rất có khả năng hắn ta là người của tổ chức bảo mật đặc biệt. Nếu không giải quyết được hắn thì chúng ta chết chắc. Làm sao mà giải quyết hắn đây? Chỉ còn hắn còn dùng gì nàng kéo dài thời gian thì chúng ta không làm được gì được. Bây giờ hắn ta đang hướng ra sân lớn. Tôi sẽ đi ra gây rối hắn ta. Mà anh sẽ từ lối bi bí mật xuống tầng hầm thả những con rối thí nghiệm đó tiêu diệt hắn ta hoàn toàn. Hiểu rồi, đối mặt với những kẻ bất cận thế này thì hắn thắng không nổi đâu. Đã mấy ngày không đến thăm con rồi. Ca bên ngon, ra đi đi nào, có đồ ăn rồi đây. Ra ngoài ăn sạch người không có mùi đồng loại, bà sẽ thưởng cho các con. Cuối cùng cũng đã thoát ra rồi. Nếu như không phải mình trốn kỹ thì sợ rằng mình sẽ bị bắt và đi tiến hành cải tạo. Phải lập tức thông báo cho tình hình ở đây cho đại đội Dầu Hào. Những người này không sợ chết sao? Bọn họ đều bị hàng vàng điều khiển rồi. Chỉ là những con rối. Quan sợ đi. Đây là cái gì? Tự mình tìm chọn nắp, nếu không lát nữa cô chết thì tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm. Quan sơn, chỉ cần lần này sống sót ra cô đây, sau này tôi nhất định sẽ không chống đối cậu nữa. Lần này, ta sẽ không để cho mày chị thoát đâu. Ồ, ta cũng nghĩ như vậy đấy. Gia tốc, thao túng trọng lực. Thế nào, những thứ này tao thơm cho mày không tệ chưa? Tác dụng của chất độc này quá kinh tởm, hơn nữa mình cũng không thể nào tìm thấy được lỗi của hắn. Cứ tiếp tục như thế này thì thực sự sẽ bị đánh bại mất. Dĩ năng tạo ra thế giới kinh khủng kia của mày đâu rồi? Cho tao xem. Không phải bị hạn chế sử dụng đi chứ?
Quá khó chơi rồi. Lẽ nào lại muốn mình sử dụng đòn tấn công tự hủy? Đứa mẹ trông giống như thị tình. Này không phải là một tấm gương sao? Đừng có chống đối nữa, lập tức đầu hàng đi. Sau khi bị cải tạo, thì con có thể cho mày vô được ý thức. Mày nghĩ tao sẽ cúi đầu trước cái tên khốn thúi tha như mày sao? Không bị tập xấu, vậy thì chết đi. Tăng tốc thao túng trọng lực. Cái gì? Nếm thử xem cái này như thế nào.